cặp loa tép chống cháy 100% loại 1 triệu một đôi, loại này có hai cấp độ, gắn lên là siêu tép và xuống là tép, khung gỗ cực đẹp nha. Phễu này là 12 x 12, chiều cao 16 phân, nam châm China xịn, cực xịn, 1 triệu một cặp, bao ship, anh em về test ok thanh toán. Loại này dùng cho các loại âm ly, cục đẩy, các loại lo bát từ 20 đến 50, lo cây, lo full, lo đứng, lo nằm đều được. Ta sẽ đấu như sau, đây, đấu vào đít loa đây, đi âm ly, đi cục đẩy nhá các bạn nhé. Đây là tép chống cháy tăng cường độ nét gấp 3 lần cho tất cả các loại dàn. Loại này bên mình đang bán là 1 triệu một đôi, bao ship bảo hành 1 năm, test ok thanh toán. Có hai màu, màu đen, màu gỗ, nhưng hôm nay mình làm tượng trưng cái màu gỗ cho các bạn nhé. Có hai cấp độ này, siêu tép, tép này. Đây là từ 9 côn 3,5 nhé. Chuẩn chống cháy 100%, trong quá trình sử dụng bóng đèn thì không sáng, mới gọi là âm ly chuẩn, vang chuẩn. Chứ còn bóng mà bị sáng là do vang nâng lọc đang méo tín hiệu khoảng 40%. Bóng sơ cua đây, có thể rút ra và thay thế. Bóng này mà đứt tóc thì tép sẽ không kêu các bạn nhé. Anh em rút ra và thay thế cái bóng sơ cua này vào. 1 triệu một cặp, bao ship, test ok thanh toán, bảo hành 1 năm, dùng các loại cục đẩy, các loại âm ly, các loại lo bát từ 20 đến 50. Đây là tép chống lì cho âm thanh, tăng độ nét gấp 3 lần. Ok nhá.